Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh BVT khám phá sở thích của mình. Như clip trước thì mình cũng chia sẻ với tất cả các bạn thì đầu năm nay thì mình cũng làm thêm một lĩnh vực mới, đó là lĩnh vực beta các bạn. Beta thì được nhiều ý kiến của các bạn đóng góp để xây dựng nên một cái clip nhằm chia sẻ với tất cả các bạn đam mê về beta đó, và cách để chọn một em cá để ép tạo ra một cái bầy beta con có thể nói là có thể chấp nhận được các bạn. Công việc cuối năm thật ra là khá bận rộn các bạn. Đến năm nay thì mình mới có thể làm được clip mà để chia sẻ cái kinh nghiệm mà chọn và ép cá beta cho các bạn mới tập chơi. Thì việc mà chọn cá để ép á, thì nó cũng đòi hỏi rất là nhiều cái kỹ năng các bạn. Thứ nhất là mình chọn cặp cá bố mẹ như thế nào là tốt để ép ra được thế hệ con đó, nó có thể chấp nhận được. Thứ hai là cái quy trình ép. Cái thứ ba nữa là cái kỹ thuật chăm sóc cá bột. Đấy. Khi mà chúng ta bắt đầu tiến hành ép thì chúng ta cần phải nắm rõ ba cái yếu tố trên. Thì mình chia sẻ từng cái để cho các bạn nắm. Về cái thứ nhất, đối với tất cả các bạn mới tập chơi đó, thường là chọn cá, tiêu chí chọn cá của mình là theo giá các bạn, theo giá. Em nào ghẻ thì lấy, em nào ghẻ thì lấy, em nào ghẻ thì mua về và bắt đầu ép. Thì đây là một cái câu chuyện có thật của mình với người anh. Đây là cái câu chuyện có thật của mình với người anh. Khi mới tập chơi ai cũng vậy các bạn, muốn chọn cho mình một em cá nó vừa phải thôi, nó vừa túi tiền thôi. Ví dụ như là 5-10 ngàn chẳng hạn vậy để về mình ép chơi. Thì đây là một cái kết quả không mong muốn trong giai đoạn đầu tiên của anh em mình chơi. Tạo ra những cái dòng beta nó cực kỳ xấu các bạn. Hầu như là lúc đó anh em mình chỉ bán cho học sinh sinh viên với những cái shop, cái cửa hàng người ta bán cá cho học sinh đó bạn, cá 5 ngàn, cá 5k đó. Thì hầu như là vậy, khi mà trừ chi phí thức ăn, công cán các kiểu thì hầu như là lợi nhuận bằng không các bạn. Anh em mình lay hoay khoảng 3-4 tháng, thành ra là mới tìm được cái giải pháp là mình chọn những em cá tầm trung hoặc là cao hơn để mình lai tạo ra những cái dòng beta có thể nói là chất lượng như hiện nay, đáp ứng được cái yêu cầu cho tất cả các bạn chơi. Đó là một cái sự vấp ngã của anh em mình trong quá trình đầu chơi beta. Thành ra là hôm nay mình cũng muốn chia sẻ với tất cả các bạn để né đi, để tránh những cái kết quả mà không như mong đợi của mình, để hạn chế được cái chi phí của mình và cái thời gian của mình các bạn nha. Thì quay lại vấn đề là chọn một em cá như thế nào là đẹp, những em cá như thế nào có thể ép được. Thì em cá đẹp là một chuyện và ép được hay chưa là một chuyện các bạn nhé. Em cá đẹp thì theo như mình đó là cái theo như cảm quan của mình đánh giá, nếu em cá đó đẹp là em cá đó đẹp nha bạn ha, chứ đừng theo ý kiến của người này, theo ý kiến người kia, theo ý kiến của cá nhân mình, em đó đẹp là đẹp. Và thứ hai, giá cả các bạn ưu tiên cho mình giá tương đối một chút xíu, nó khoảng tầm trung, ví dụ 100 mấy 200 ngàn, là cao hơn nữa thì tùy theo tài chính của các bạn thôi. Bên cạnh đó cá mái cũng vậy các bạn, cá trống tốt, cá mái tốt thì bầy con tạo ra những cái bầy con beta cực kỳ tốt và mạnh. Còn ngược lại, nếu một trong hai đó nó không tỷ lệ thuận với nhau thì chúng ta sẽ tạo ra những bầy con nó không đạt các bạn, nó không đạt. Khi mà chúng ta mua cá về, chúng ta ở đây mình nói là đã chọn được những cái em cá nào mà ưng ý rồi. Khi mà chúng ta mua cá về thì tốt nhất các bạn nên dưỡng cá lại, form cá lại khoảng 1 tuần đến 2 tuần hãy bắt đầu ép. Thì lúc đó thì có tạo cái điều kiện khi mà con cá nó mới về nhà của mình, cái không khí và cái môi trường và cái nguồn nước nó thay đổi, và cái thức ăn nó cũng thay đổi các bạn. Thành ra là nó phải thích nghi và nó phải làm quen. Thì chúng ta phải nên cho các bé nó làm quen khoảng từ 15 đến 20 ngày tại nhà chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu ép. Và khi mà chúng ta nhìn ở cái bụng dưới của cá mái đó, nó có màu vàng, những cái mình nhìn thấy cái trứng đó, nó màu vàng sậm hơn chút xíu, thì lúc đó là cá mái có khả năng bắt đầu cho em có thể ép được.
và đòi hỏi cá trống và cá mái phải sung các bạn nha. Cá trống và cá mái phải sung để ép ra chất lượng con nó mới tốt. Thì các quay lại các yếu tố đó coi như là hoàn hảo thì chúng ta bắt đầu ép. Thì cái điều kiện ép gây ta như thế nào? Chúng ta cần một cái thao các bạn, cái thao hoặc là cái thùng xốp á, cái thùng mốt khoảng nửa cây, chúng ta để nước lên khoảng 5 phân đến khoảng 5-6 phân gì đấy. Vấn đề ở đây là nguồn nước phải sạch, phải có pha ít lá bàn cho nó nước nó ngả màu, cho cá nó không có bị sốc nước các bạn khi mà bỏ vô nguồn nước mới đó. Theo kinh nghiệm của mình thì nó tạo những cái chất liệu nó là cái giá thể để nó giữ lại cái bọt cho con cá. Thì để cho con trống nó tạo bọt trên cái giá thể đó cho nó dễ dàng, nó đừng có dở bọt các bạn. Thì khi tiến hành ép thì chúng ta bỏ trống vào, chúng ta bỏ trống vào cái thùng xốp. Ví dụ ở đây là mình ép trên cái thùng xốp, mình cũng chia sẻ với các bạn đây là một cái thùng xốp. Thì mình ép trên thùng xốp và mình bỏ cá trống vào trong thùng xốp đó, và bên cạnh đó mình bỏ em cá mái trong một cái ly trong. Ở đây mình sử dụng ly uống trà sữa đó các bạn, mua ngoài chợ rất là rẻ. Ly trong cho cá trống nó thấy cá mái, cho cá trống nó thấy cá mái và cá trống làm quen với cá mái ít nhất một đêm các bạn, ít nhất một ngày một đêm. Khi mà chúng ta để như vậy thì cá trống và cá mái luôn kèo với nhau và nó làm quen với nhau. Khi mà chúng ta để qua một đêm rồi đó thì em trống nó đã làm tổ bọt rồi các bạn. Khi mà chúng ta kiểm tra, nếu mà kiểm tra em trống làm tổ bọt rồi thì chúng ta thả em mái ra. Chúng ta thả em mái ra và lúc đó em trống và em mái đã làm quen từ trước rồi thì cái việc mà đẻ trứng và cái việc thụ tinh đưa trứng lên tổ bọt đó cực kỳ là đơn giản các bạn. Thì cái quy trình đó kéo dài cho khoảng một ngày. Chúng ta khi mà chúng ta mở nắp ra, chúng ta thấy được có tổ bọt rồi thì chúng ta thả em mái ra. Và thêm một ngày nữa là em mái với em trống bắt đầu đẻ trứng và đẻ trứng và em trống đưa trứng lên tổ bọt. Thì đối với những cá nào, những em cá nó nhanh thì khoảng một ngày và những em cá nào nó chậm thì khoảng 2 ngày các bạn. Nếu như mà sau khi mà thả bé trống và bé mái ra, sau 1 đến 2 ngày chúng ta kiểm tra chưa thấy có trứng thì chúng ta nên vớt cả trống và mái ra các bạn. Do là giữa em trống và em mái nó chưa tới thời điểm để sinh sản thì chúng ta nên phơm lại một thời gian khoảng 1 tuần đến 2 tuần nữa thì để cho các em mái và em trống nó sẵn sàng thì chúng ta tiến hành làm lên những các bước vừa rồi. Khi mà chúng ta mở nắp ra mà chúng ta đã thấy trứng rồi á thì chúng ta bắt đầu vớt cá mái ra và để em trống ở trong đó để nuôi con các bạn. Như vậy thì khi mà em mái đẻ xong, chúng ta vớt em mái ra và để em trống lại trong đó. Sau 3 ngày trứng sẽ nở các bạn, sau 3 ngày trứng sẽ nở và lúc đó nhiều câu hỏi đặt ra là beta con trứng nở cá bột đó ăn cái gì. Xin thưa các bạn là khi mà trứng nở rồi á, sau 3 ngày trứng nở thì sau 3 ngày nữa mới bắt đầu ăn các bạn, cá beta con mới biết ăn. Thành ra là mình không sợ là cá nhỏ xíu gì ăn cái gì. Thì vừa qua thì mình cũng chia sẻ với tất cả các bạn về cách chọn và ép một cặp beta như thế nào. Đó là một cái quy trình ép của hai anh em mình. Thì đây mình cũng chia sẻ với tất cả các bạn nhằm giúp cho các bạn có được nhiều kênh thông tin về cách thức thực hiện và ép một cặp beta như thế nào.
còn rất là nhiều câu hỏi các bạn, còn rất là nhiều câu hỏi. Ví dụ như là sau khi ép cá bột, sau khi ép xong cá bột ăn những gì, cá bột như thế nào, làm như thế nào để quá trình phát triển của cá bột ra sao, làm sao cho cá bột nó tăng trưởng tốt, nó phát triển tốt rồi như thế nào, thì những câu hỏi đó thì xin hẹn tất cả các bạn ở trong những clip tiếp theo. Mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn rất cụ thể về cái quy trình từ cá bột phát triển lên cá con và cá con phát triển lên cá trưởng thành, nó cần qua những cái giai đoạn nào và nó cần ăn những cái loại thức ăn nào. Mong các bạn chú ý đón xem nhé. Clip này thì mình cũng xin chia sẻ tất cả các bạn về cái kỹ thuật chọn cá, cái quy trình để chúng ta thực hiện ép cá. Xin hẹn tất cả các bạn ở những clip tiếp theo nhé. Nếu các bạn thấy hay, vui lòng đăng ký kênh, like, subscribe, ủng hộ kênh của mình nhé. Chúc các bạn thành công.